Nhận diện đối tượng Nguyễn Tường Thụy là ai? Nguyễn Tường Thụy sinh năm 1950 tại Nam Định, vốn xuất thân là một nhà văn thuộc dạng nghiệp dư. Vậy nhưng Nguyễn Tường Thụy lại nổi đình nổi đám trong vai trò là phó chủ tịch, là công thần có đóng góp lớn trong việc thành lập, cũng như bành trướng cái gọi là Hội Nhà báo Độc lập, một tổ chức núp danh xã hội dân sự, hoạt động trái phép nhằm chống phá nhà nước. Tháng 7 năm 2014, Nguyễn Tường Thụy được những kẻ sáng lập có mặt tại lễ ra mắt cái gọi là Hội Nhà báo Độc lập bầu vào cương vị phó chủ tịch hội. Với công việc bước đầu là phụ trách móc nối những người cùng chí tuyến, tự xưng làm báo độc lập tại khu vực phía Bắc. Sau khi gia nhập vào Hội Nhà báo Độc lập, Nguyễn Tường Thụy trực tiếp nhận tiền và tham gia tích cực vào các buổi trả lời phỏng vấn nhiều báo đài quốc tế với nội dung đã được đặt hàng của RFA, BBC, Việt Tân, đồng thời sản xuất ra các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Với vai trò của Phó Chủ tịch Hội tự xưng đã khiến Nguyễn Tường Thụy ảo tưởng với bản thân và tự cho rằng mình là người có số má trong làng dân chủ, được các tổ chức nước ngoài để ý đến. Ông ta từng công khai sang Mỹ, gặp gỡ móc nối Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng của tổ chức khủng bố Việt Tân, và được Đỗ Hoàng Điềm cùng Lý Thái Hùng hỗ trợ bố trí gặp các tổ chức nhân quyền quốc tế. Văn phòng các dân biểu có tư tưởng chống Việt Nam vận động họ lên tiếng đấu tố chính phủ Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền. Với châm ngôn cửa miệng mà Nguyễn Tường Thụy thường rêu rao là đấu tranh vì muốn xây dựng đất nước tốt hơn. Tuy nhiên thực tế, ông ta lại viện dẫn những điều xuyên tạc, phiến diện về nhà nước Việt Nam, thậm chí còn cầu xin chính phủ Mỹ can thiệp, trừng phạt Việt Nam về kinh tế, ngăn cản không cho Việt Nam gia nhập các tổ chức, hiệp định kinh tế để phát triển. Nguyễn Tường Thụy cùng cái gọi là Hội Nhà báo Độc lập chưa bao giờ muốn Việt Nam phát triển. Luận điệu đấu tranh vì muốn xây dựng đất nước tốt hơn chỉ là luận điệu lừa bịp của số đối tượng chống phá này muốn lừa dối đối với những người nhẹ dạ cả tin. Bên cạnh đó, Nguyễn Tường Thụy lại ảo tưởng sức mạnh đến độ còn tự ghi tên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 như một số đối tượng chống phá khác như Nguyễn Quang A, Phạm Chí Thành. Tất nhiên, mua đồ của Nguyễn Tường Thụy cũng như các đối tượng chống phá đã bị những người dân phát hiện khi mà tại chính tổ dân phố nơi ông cư trú, ông ta đã bị người dân vạch trần bản chất của kẻ chống phá nhà nước Việt Nam điên cuồng. Với vai trò cốt cán là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, Nguyễn Tường Thụy còn tham gia sáng lập cái gọi là Quỹ Lương Tâm, cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố Việt Tân, hoạt động dưới danh nghĩa hỗ trợ gia đình những người hoạt động vì quyền con người ở Việt Nam bị bắt giữ. Thực tế là gửi tiền hàng tháng cho thân nhân những kẻ hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam đang chịu hình phạt, để qua đó dung dưỡng tư tưởng chống phá cho số đối tượng này. Nhận sự chỉ đạo từ Việt Tân, Nguyễn Tường Thụy còn thường xuyên kích động người dân khiếu kiện, tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan đảng, nhà nước để gây rối an ninh trật tự và xem việc lợi dụng, chăn dắt số đối tượng khiếu kiện, lợi dụng thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, sự thù hằn chế độ của một bộ phận người Việt lưu vong, cũng như các công cụ tuyên truyền chống phá của thế lực thù địch phương Tây để trục lợi, kiếm tiền. Nguyễn Tường Thụy nổi tiếng với nhiều vụ ăn chặn tiền và bị chính số đối tượng chống phá khác vạch mặt như vụ việc tại Hội Bồng Bí Tương Thân. Những gì kể trên chỉ là số ít trong loạt những hành động chống phá, vi phạm pháp luật của Nguyễn Tường Thụy đã thực hiện. Với hơn 10 lần bị công an triệu tập về vi phạm Nghị định số 38 của Chính phủ, 5 lần những quyết định xử phạt hành chính của cơ quan chức năng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vậy cái kết như thế nào sẽ chờ đợi đối với cá nhân chống phá như Nguyễn Tường Thụy? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thank you.